Xin chào các bạn đến với kênh Dana Huỳnh. Hiện tại mình đang đứng ở đầu đường Kinh B. Phía bên ngoài kia là đường dẫn cao tốc Trung Lương đi về miền Tây. Giờ mình xin chia sẻ con đường rất là đẹp dẫn vào. Mình đi vào hướng này mình sẽ chỗ ra đường Nguyễn Hữu Trí. Con đường rất là vắng vẻ và đẹp. Mát mẻ. Hai xe ô tô đi không phải tránh né nhau. Vẫn còn rất là hoang sơ. Bên trái là hầu như chưa có nhà. Ao nước. Bên phải là nhà dân. Không đông đúc lắm. Đây hàng rào người ta trồng cái gì đây? Khổ quá. Ở đây vẫn còn quan sơ các bạn, Bình Bác kìa. Bình Bác cũng còn rất là mọc quang rất là nhiều. Cái nhà dân. Các bạn nào mà có đi dịp nghe đường dẫn cao tốc của vô đường Kinh B sẽ được thấy cái khung cảnh quê yên bình. Cái đoạn này thì cách thành phố Hồ Chí Minh địa phận Bình Chánh chừng một cây số thôi. Hình như khu vực này đang là Bình Chánh rồi các bạn ơi, Bình Chánh rồi. Đó, mình bán rất là nhiều. Chuối kìa. Cái này như là cây đậu biếc á. Đậu biếc. Lúc này có cổng nhưng không có nhà. Cái đoạn này chừng tầm hơn một cây số xíu. Đây có cái cầu tắt nha. Như thấy có cái nhà nè. Đoạn này thì có nhà. Nhưng mà nhà có vẻ hoang vắng quá. Rong rêu. Chẳng ai ở. Ô Bình Bác nhìn mê quá các bạn thôi kìa. Bình Bác hình như có trái chín luôn á. Đó. Nó có cái vàng vàng không? Đó, chín luôn nè. Chưa bao giờ ăn Bình Bác. Cái cầu nhỏ bắc vào nhà. Khung cảnh rất là nên thơ. Bên phải này người dân trồng xả. Đây có cái ao. À, đây có cái cầu bê tông. Là rất ít có xe qua lại luôn. Nên xa xa có mấy bạn chó ra đường nằm luôn. Đi dạo ra đường. Cái cây này, cái hoa này hoa trúc đào thì phải. Tím. Rất là yên tĩnh. Bình Bác thì bao la luôn. Nhìn đâu cũng thấy Bình Bác. Không biết chắc ai trồng nó mới được những cái luống hoa như thế này. Phượng kìa. Nó xa xa
đó là những biển báo trên đường dẫn cao tốc, biển quảng cáo. Đây là cây kịch xoài phượng kìa. Đến khúc này thì có vẻ ồn ào chút xíu, tại vì gần tới cái con đường giao nhau với đường Nguyễn Hữu Trí. Không cần đi quá xa mà mình vẫn có thể gợi nhớ được khung cảnh quê rất là yên bình. Phía trước là đường nhỏ vị trí. Bên phải mình sẽ về chỗ ra như quốc lộ 1A. Ngay đèn giao thông chỗ giao nhau quốc lộ 1A mình sẽ rẽ trái qua cầu Lức. Qua cầu Bình Điền chứ.